Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Pháp luật và đời sống kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số nội dung Nghị định 72/2020 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ. Trong phần trả lời thư có phát biểu, trả lời của luật sư và cơ quan chức năng. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2020 quy định chi tiết một số điều của luật dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ, thay thế Nghị định số 03/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2020. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của luật dân quân tự vệ về phân cấp quản lý đơn vị dân quân tự vệ, số lượng phó chỉ huy trưởng, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ, mức hưởng chế độ phụ cấp các chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ, định mức bảo đảm chế độ chính sách cho từng thành phần dân quân tự vệ, điều kiện mức hưởng, trình tự thủ tục và cơ quan có trách nhiệm đảm bảo kinh phí, chế độ chính sách cho dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bị ốm đau, tai nạn, chết. Theo nghị định, phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ được chi trả theo tháng, cụ thể như sau: chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã, chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức 357.600 đồng; phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự cấp xã, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn; hải đoàn trưởng, chính trị viên hải đoàn; hải đội trưởng, chính trị viên hải đội dân quân thường trực; đại đội trưởng, chính trị viên đại đội dân quân tự vệ cơ động 327.800 đồng; phó tiểu đoàn trưởng, chính trị viên phó tiểu đoàn; phó hải đoàn trưởng, chính trị viên phó hải đoàn; phó hải đội trưởng, chính trị viên phó hải đội dân quân thường trực; phó đại đội trưởng, chính trị viên phó đại đội dân quân tự vệ cơ động 312.900 đồng; đại đội trưởng, chính trị viên đại đội; hải đội trưởng, chính trị viên hải đội; trung đội trưởng dân quân cơ động; trung đội trưởng dân quân thường trực 298.000 đồng; thôn đội trưởng 178.800 đồng và hưởng thêm 29.800 đồng khi kiêm nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng, hoặc 35.760 đồng khi kiêm nhiệm chức vụ trung đội trưởng dân quân tại chỗ. Trường hợp thôn chỉ tổ chức tổ dân quân tại chỗ thì được hưởng thêm 29.800 đồng. Phó đại đội trưởng, chính trị viên phó đại đội; phó hải đội trưởng, chính trị viên phó hải đội 223.500 đồng; trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân thường trực 178.800 đồng; tiểu đội trưởng, thuyền trưởng, khẩu đội trưởng 149.000 đồng. Nghị định cũng quy định rõ định mức bảo đảm trợ cấp tiền ăn đối với dân quân thường trực. Mức trợ cấp một lần cho dân quân thường trực khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, cứ mỗi năm phục vụ trong đơn vị quân dân thường trực được trợ cấp bằng 2.980.000 đồng. Ngoài ra còn được trợ cấp đặc thù đi biển, các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Mở đầu tiết mục hôm nay, chúng tôi trả lời thư của bạn Nguyễn Thu Hường ở thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi. Thư bạn hỏi: vợ chồng tôi có ý định bán một mảnh đất, chúng tôi đã thỏa thuận được với bên mua về giá và phương thức thanh toán. Nếu làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có cần phải công chứng hay không? Bạn Hường thân mến, khoảng 3 điều 167 luật đất đai năm 2013 quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất như sau. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau. Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm B khoản này. Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên.
Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự. Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Theo quy định trên, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực. Tuy nhiên, bạn không nói rõ bên mua là cá nhân hay tổ chức, vì vậy bạn cần xác định rõ nếu bên mua là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản thì không bắt buộc phải công chứng. Tiếp theo chương trình, chúng tôi trả lời thư của anh Lê Việt Hoàng ở xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình. Thư anh hỏi: Tôi thấy nhiều vụ việc vi phạm hành chính là bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm ngay, nhưng có trường hợp vi phạm thì sau một thời gian mới bị lập biên bản vi phạm hành chính. Vậy pháp luật quy định về thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính như thế nào? Anh Hoàng thân mến, Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản. Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị, kỹ thuật, nghiệp vụ, thì việc lập biên bản vi phạm hành chính được tiến hành ngay khi xác định được tổ chức cá nhân vi phạm. Vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa, thì người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu có trách nhiệm tổ chức lập biên bản và chuyển ngay cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, nhà ga. Như vậy, pháp luật không có quy định cụ thể về thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính. Việc lập biên bản vi phạm hành chính phải kịp thời, có thể hiểu là lập biên bản ngay khi phát hiện ra hành vi vi phạm. Chương trình cũng vừa nhận được thư của bạn Phạm Thị Lĩnh ở xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu. Thư bạn trình bày: Tôi nghỉ thai sản 6 tháng từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020 và xin nghỉ thêm 1 tháng không hưởng lương đến tháng 7 năm 2020. Do không ai trông con nên tôi xin công ty nghỉ luôn, không quay lại làm việc nữa. Vậy tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp hay không? Bạn Lĩnh thân mến, Điều 50 Luật Việc Làm quy định về mức thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu dùng theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 12 tháng. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 điều 46 của luật này. Như vậy, điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp là phải có tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp liền kề tháng nghỉ việc. Do bạn có 1 tháng nghỉ không lương trước khi nghỉ việc, nên về nguyên tắc công ty bạn sẽ không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho bạn và bạn sẽ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thực tế, nhiều nơi vẫn giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nếu tháng liền kề trước khi nghỉ việc đó có thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Chương trình xin tiếp tục phần trao đổi theo thư yêu cầu của chị Trần Thúy Phương ở xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình. Thư chị hỏi: Ông nội tôi có ý định lập di chúc để lại tài sản cho con cháu. Nếu ông viết di chúc thì có phải công chứng hay không? Chị Phương thân mến, theo quy định của Bộ Luật Dân sự thì di chúc không bắt buộc phải công chứng hay chứng thực. Tuy nhiên, bản di chúc đó phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Điều 630 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về di chúc hợp pháp như sau. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây. Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, hình thức di chúc không trái quy định của luật. Di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 điều này. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất 2 người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại cùng ký tên hoặc điểm chỉ.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực, xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Như vậy, di chúc bằng văn bản không có công chứng chứng thực, chỉ được coi là hợp pháp nếu có đủ các điều kiện được quy định nêu trên. Bạn Hoàng Anh Tuấn ở xã Long Thành, huyện Vĩnh Lợi hỏi: Tôi nghe nói những người trốn khám sức khỏe và trốn nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt rất nặng. Vậy việc trốn tránh khám sức khỏe và nghĩa vụ quân sự có vi phạm pháp luật hay không và bị xử phạt như thế nào? Bạn Tuấn thân mến, yêu cầu của bạn được luật sư Lê Hải Lâm, trưởng văn phòng luật sư Hải Lâm trả lời như sau. Căn cứ vào cái hiến pháp á, thì coi là cái bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng, là quyền cao quý của công dân. Luật thi hành nghĩa vụ quân sự đó, công dân có nghĩa vụ là phục vụ quân đội tại ngũ hoặc là cái phục vụ ở ngạch dự bị. Hành vi mà trốn khám sức khỏe, trốn nghĩa vụ quân sự là hành vi vi phạm pháp luật và phải bị xử lý. Một là xử phạt vi phạm hành chính. Hai đó là xử lý về hình sự. Về xử phạt hành vi hành chính đó, vi phạm hành chính đó là hành vi là trốn tránh khám sức khỏe, không đăng ký nghĩa vụ quân sự, hành vi đó là không có chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, vân vân. Thì cái mức phạt thì thường từ là 200 cho đến 5 triệu đồng. Ngoài ra đó thì kèm theo cái xử phạt đó thì còn áp dụng cái biện pháp đó là khắc phục hậu quả, nghĩa là anh phải sau khi phạt, nếu anh không đăng ký nghĩa vụ quân sự thì sau khi phạt anh phải đi đăng ký nghĩa vụ, hoặc là sau khi anh trốn khám sức khỏe thì là sau khi phạt anh cũng phải chấp hành cái khám sức khỏe đấy, nghĩa là anh phải chấp hành cái áp dụng cái biện pháp khắc phục đó. Mà nếu anh không chấp hành đó thì người cơ quan có thẩm quyền đó sẽ khởi tố về hình sự, mà tội phạm về hình phạt được quy định tại điều 332 Bộ luật hình sự năm 2015 về hình phạt từ 3 tháng đến 2 năm. Chị Quỳnh Hồng Ngọc ở phường 1, thành phố Bạc Liêu, thư chị hỏi: Hiện tôi đang làm công việc giúp việc nhà. Mới đây tôi nghe nói có quy định của chính phủ yêu cầu chủ sử dụng lao động giúp việc phải chi trả bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội cho người giúp việc. Xin cho biết rõ hơn các quy định này. Chị Ngọc thân mến, yêu cầu của chị được bà Quỳnh Thị Liên, trưởng phòng quản lý thu bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu trả lời như sau. Theo yêu cầu của chị Hồng Ngọc, chúng tôi xin trả lời như sau. Căn cứ tại điều 180 Bộ luật Lao động 2012 quy định, người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng bằng văn bản đối với người giúp việc nhà, và người sử dụng lao động có trách nhiệm phải chi trả thêm cùng một lúc vào kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương ứng với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, để từ đó người lao động có thể tự lo đóng bảo hiểm cho bản thân. Thứ hai là căn cứ tại điều 29 nghị định 28 thì quy định vi phạm quy định về lao động của người giúp việc nhà, phạt cảnh cáo với người sử dụng lao động có một trong những cái hành vi sau đây: là không ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc nhà; hai là không trả tiền tàu xe để đi đường khi người giúp việc thôi việc về nơi cư trú; trường hợp người giúp việc gia đình chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Quý vị và các bạn thân mến, phần trả lời của bà Quỳnh Thị Liên, trưởng phòng quản lý thu bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.